có tuyệt chiêu sấm sét biến hình. Tuyệt chiêu sấm sét á là mình sẽ biến hình. À trời ơi, bị té rồi. Xin hãy giúp tôi, có một tên trộm đã vào cửa hàng của tôi. Người có tuyệt chiêu biến hình thành siêu nhân và thành khổng lồ. Ghê ghê ghê. Biến hình thành siêu nhân. Lộn lộn lộn, thành nàng tiên chứ. Mèo là con gái mà, mèo muốn thành nàng tiên. Chào mừng các bạn đến với kênh KN Channel. Chào mừng các bạn đến với kênh KN Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ vào trong cửa hàng kẹo. Cảnh sát ơi, có một tên trộm đã vào cửa hàng kẹo ăn cắp kẹo rồi. Wow, tên ăn trộm bỏ chạy nên kẹo rơi ra quá trời luôn. Mình phải lượm lại mới được. Ôi, dí theo, lượm lượm lượm. Tuyệt chiêu xe cứu hỏa lên. Mình dí theo mà mình lượm được những tuyệt chiêu đó, mình sẽ được biến hình. Rồi, tuyệt chiêu khổng lồ. Wow, khổng lồ, khổng lồ. Wow, kẹo mút nè, kem nè, quá trời hết. Ôi, gì nhiều quá vậy? Cái gì vậy? Mình không thể nào lượm hết được. Không nhận tên trộm nè, dám lấy nhiều đồ trong cửa hàng như vậy luôn. Đi có tuyệt chiêu sấm sét biến hình. Tuyệt chiêu sấm sét á là mình sẽ biến hình. À trời ơi, bị té rồi. Không sao, để mèo. Mèo sẽ dí theo tên tội phạm. Ok, mèo giỏi quá. Ôi, trong lúc mình dí theo tên tội phạm, mình sẽ lượm hết những cái kẹo này để đem về trả cho cửa hàng. Tuyệt chiêu biến hình. Wow, mèo đã biến hình thành nàng tiên bướm rồi. À, đẹp quá, như một nàng công chúa luôn. Đó là tuyệt chiêu sấm sét đó. Gặp tuyệt chiêu sấm sét mình sẽ được biến hình. Con trai thì biến thành siêu nhân, con gái thì sẽ biến thành nàng tiên. Rồi, 500. Tuyệt chiêu 500 sẽ hút tất cả các bánh kẹo lại. Mình thích thu nhanh nó lên. Trời ơi, nào là kẹo, nào là bánh kem. À, bị vấp cái xô đá té rồi. Không sao, không sao, đừng buồn. Mình đã thu về cho cửa hàng bánh kẹo này nhiều lắm rồi. Đừng buồn nha. Xin hãy giúp tôi, có một tên trộm đã vào cửa hàng của tôi. Hả, nữa hả? Trời ơi, công nhận cái tên trộm này. Sao mà nó lì quá vậy? Ây da, bị vấp té rồi. Không sao, không sao, để mèo. Mèo sẽ dí theo cho. Ây da, có cái bành nữa hả? À trời ơi, vấp cái bành nên bị té rồi. Tên trộm lại trốn thoát rồi, không bắt được. Mọi người ơi, em mới thấy tên trộm ở ngoài công viên á. Vậy hả? Bây giờ mình phải dí theo tên trộm thôi. Tên trộm dừng lại, dừng lại. Ây da, ây da. Trời ơi trời, cái gì mà nhanh quá vậy? Tên trộm dừng lại. Wow, trời ơi, những cái bánh sô-cô-la nè, bánh trà xanh nữa. Nào là cái dâu, nào là cái kem. Ý, tuyệt chiêu biến thành khổng lồ. Ồ, mình ăn cả thế giới luôn. Cái gì mình cũng ăn được hết. Rồi rồi rồi. Ồ, còn có bánh kem nữa chứ. Lâu lâu có mấy tuyệt chiêu đã thiệt chứ. Rồi, trời ơi, mấy cái kem kìa. Kem, 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 kem. Ê, coi chừng cái xô kìa. Đạp chúng là tiêu. À trời ơi, gãy chân rồi. Không sao, để mèo. À trời ơi, không xong rồi. Nhập viện, cấp cứu, gãy chân rồi. Khi chó với mèo hôm nay mình đi vô cửa hàng bánh kẹo, mình mua bánh kẹo về ăn ha. Cứu, cứu, có một tên trộm vừa vào cửa hàng. Hả, ở đây cũng có trộm nữa hả? Được rồi, để chó với mèo dí theo cho. Cho ngựa Pony đi theo với. Ok, đi theo luôn. Tuyệt chiêu biến hình thành siêu nhân. Dừng lại, dừng lại. Cái tên ăn trộm kia. Trời ơi, lấy quá trời bánh kẹo luôn à. Người có tuyệt chiêu biến hình thành siêu nhân và thành khổng lồ. Ghê ghê ghê. Đã dữ luôn. Ồ, được rương kho báu nữa kìa. Yeah yeah, vậy là mình lời to rồi. Quá quá quá. Ây da, cẩn thận cẩn thận. Nhảy lên, coi chừng được đá. Thôi, chó giỏi quá vậy. Chó không bị vướng cái vướng ngại vật nào luôn. Xuống xuống xuống. À trời ơi,
rồi á, mấy bạn thấy không? Nhưng mà nó nhanh lắm, nó chỉ có vài phút à. Nhảy. Ây da, trời ơi, bị dướng lại rồi. Không sao, không sao. Tôi là chủ cửa hàng, cảm ơn hai bạn chó và mèo tặng cho mấy bạn viên kim cương, viên kẹo ha. Cảm ơn nhiều nha. Không sao, không sao. Chưa bắt được tên tội phạm mà. Để chó với mèo sẽ đi bắt nó cho bằng được. Đi, đi, đi. Ê, da, da, cẩn thận, coi chừng. Ô, tuyệt chiêu 500. Hút, 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 hút. Biến hình thành siêu nhân. Ta là siêu nhân chó đây. Ui da, ui da, ui da. Toàn là chướng ngại vật không à. Có 500 thì nó sẽ hút đồ ăn vô nhiều hơn. Để mình mang về mình trả cho chủ tiệm bánh kẹo. Tuyệt chiêu 500. Ok ok ok. Yeah. Đã quá đã quá. Ây da da, cẩn thận nha. Trời ơi trời ơi, cái gì mà nó tùm lum hết vậy? Coi chừng này, chướng ngại vật kìa, nhảy. Ui giỏi quá, chó giỏi quá trời ta. Tuyệt chiêu tuyệt chiêu. Biến hình thành siêu nhân. Trời ơi, còn có bánh kem nữa chứ. Ê, cái này là biến thành khổng lồ nè. Yeah. Được tặng ngân kho báu nữa. Cẩn thận, cẩn thận. Nhảy. Ồ, hay quá, chó giỏi quá. Một chướng ngại vật rồi. Tuyệt vời luôn. Hay 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 hay. Hay quá, hay quá. Ây da, trời. Không sao, chó nghỉ ngơi xíu đi để mèo. Thôi, hút đoạn luôn. Hay quá, hay quá. Biến hình thành nàng tiên. Ta sẽ lấy hết luôn. Lấy hết kẹo. Đem về trả cho cửa tiệm. Biến hình thành siêu nhân. Lộn, 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 thành nàng tiên chứ. Mèo là con gái mà, mèo muốn thành nàng tiên. Ok, ok, ok. Hay quá, hay quá. Yeah. Hay quá, hay quá. Yeah. Nhảy lên. Ây da, coi chừng, coi chừng. Gặp chướng ngại vật. Ôi, mấy cái cục đá nó lăn kìa, cẩn thận. Ây da. Biến thành khổng lồ. Ui, nhỏ lại rồi. Hay quá, hay quá mèo ơi. Trời ơi, nãy giờ mèo đi hơi bị xa á nha. Vượt qua được hết mọi ngày chướng ngại vật luôn nè. Mèo giỏi quá mèo ơi, cố lên. Đi, biến thành khổng lồ luôn. Yeah. Trời, chạy nhanh như vậy mà nãy giờ vẫn không giết kịp. À, lọt xuống hồ bơi rồi. Không sao, không sao. Chủ tiệm cảm ơn chó với mèo nha. Tặng cho mấy bạn cây kẹo mút nè. Cảm ơn mấy bạn nha. Ngôi sao, ngôi sao. Đi vô đây, mèo cứu hỏa cho em một cây kẹo á. Em muốn mua cái loại nào? Em muốn ăn kẹo mút. Cướp, cướp, cướp. Hả? Có tình cướp hả? À, giảm đẳng cấp đúng không? Ngôi sao, đi theo. Dạ. Chúng ta lần này phải bắt cho bằng được tên tội phạm mới được. Dạ. Ngôi sao bay giỏi lắm. Ngôi sao sẽ theo chú lính cứu hỏa. Ok. Trời ơi, bự khổng lồ luôn. Nhâm 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 nhâm. Ê, chui vô hang rồi, mình phải thu nhỏ lại. Chứ cái hang nó đâu có bự đâu. Mình biến thành khổng lồ, mình chui đây đâu có lọt. Wow, lính cứu hỏa ơi. Cô sao thấy bãi biển rồi nè. À, lọt rồi. Không sao, không sao, để mèo. Mèo sẽ giúp cho. Cô sao đi theo mèo đi. Dạ. Biến thành thành nàng tiên. Kem thiệt là ngon kìa, kẹo mút nữa. Cẩn thận, chướng ngại vật. Cục đá hả? Đá nè. Ây da. Cái chân bị thương rồi. Hồi nãy bị dướng vô cục đá bị thương rồi. Nhưng mà mình cố gắng mình chạy dí theo tên tội phạm mới được. Tên tội phạm dừng lại, dừng lại.
ơi, mèo chơi giỏi quá vậy mà vẫn chưa giết kịp tên tội phạm nữa. Tụi tên tội phạm này chạy nhanh ghê thiệt chứ. Mèo á chạy cũng không nhanh được đâu, mà nhờ có ngôi sao đi theo á. Ngôi sao phụ giúp cho mèo á. Đi kia kìa, có chân chứng hệ Phật nha. Wow, hay quá hay quá. Tuyệt vời. Cố lên, cố lên. Wow, tăng tốc độ luôn. Ôi. Ây da, ây da, ây da. Đúng thật, đúng thật. Ý, chứng nghiệp vật kia. À, rồi, lọt xuống hồ bơi. Ngôi sao mệt quá, để ngôi sao kêu đám mây đi phụ nha. Được, được. Đám mây đi theo chú lính cứu quả nè. Dạ. Đó, đám mây sẽ thổi. Giờ chú lính cứu quả được mát mẻ. Mát mẻ thì mới chạy nhanh được. Cái người mình nóng quá, mình đâu có chạy nổi đâu. Công nhận mát thiệt nhờ có đám mây. Mình được tuyệt chiêu tăng tốc độ. Ôi chạy nhanh kìa. Tuyệt chiêu này xịn quá vậy ta. Nó làm cho mình chạy nhanh lên á, là mình giết kịp được tên tội phạm á. Rồi tuyệt chiêu biến hình thành xe cứu hỏa. Phun nước luôn nha. Yeah. Quá mạnh luôn. Ý cẩn thận những cái chướng ngại vật nè. Thổi thổi. Dạ. Wow, ta đã biến thành khổng lồ rồi. Tuyệt chứ. Hay thì chướng ngại vật nè. Ghê chưa, xe cứu quả hả? Tông vô mấy cái chướng ngại vật luôn, nên đâu có sợ. Ok. Cố lên. Chúng ta gần dí được tên tội phạm rồi. Bắt tên tội phạm nè. Yeah. Cuối cùng mình cũng bắt được tên tội phạm rồi. Bắt bỏ tù luôn, cho chừa cái tội làm người xấu. Cảm ơn mèo. Cô là chủ tiệm bánh. Cảm ơn mèo nha. Tặng cho mèo những cái kẹo mút nữa nè. Dạ.